Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Ngập lụt sạt lở ở nhiều nơi ở Nghệ An. Mưa lớn không ngừng kéo dài đã khiến Nghệ An rơi vào tình trạng khốn khó khi thành phố Vinh bị nhấn chìm trong biển nước. Từ đêm 22 tháng 9 đến sáng ngày 23 tháng 9, cơn mưa xối xả đã làm nhiều tuyến đường ngập sâu từ 20 đến 60 cm, khiến phương tiện di chuyển gần như không thể. Các phóng viên ghi nhận cảnh tượng mênh mông nước đã bao trùm nhiều cơ quan, công sở, biến thành phố này thành một hồ nước khổng lồ. Sáng ngày 23 tháng 9, với mưa lớn không ngớt, nước dâng cao trên các tuyến phố như Lý Thường Kiệt, Phan Bội Châu, càng làm tăng thêm sự khó khăn cho người dân và học sinh. Trong giờ cao điểm, nhiều em nhỏ phải lội bị bõm giữa dòng nước, tìm đường đến lớp trong tình cảnh khốn khổ. Dù đã có những cải thiện hệ thống thoát nước, nhưng chỉ cần một cơn mưa lớn, các tuyến đường lại trở thành nạn nhân của lũ lụt. Ở khu vực miền núi, thảm họa sạt lở đất lại tiếp tục hoành hành. Tại những huyện biên giới như Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, mưa to đã gây ra nhiều vụ sạt lở nghiêm trọng. Đặc biệt tại xã biên giới Thông Thụ, 16 ngôi nhà bị ảnh hưởng nặng nề, trong đó nguy cơ đất đá vùi lấp đang rình rập. Lãnh đạo huyện Quế Phong đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, thăm hỏi và động viên các gia đình bị thiệt hại, đồng thời yêu cầu các hộ dân trong khu vực nguy hiểm chuyển đến nơi an toàn. Chiều 22 tháng 9 tại quốc lộ 48, tình hình càng trở nên nghiêm trọng hơn khi bùn đất từ sạt lở tràn xuống gây ách tắc giao thông nghiêm trọng. Các đơn vị quản lý đường bộ khẩn trương phối hợp với địa phương rào chắn, đóng cửa các tuyến đường, tiến hành các biện pháp xử lý để đảm bảo an toàn cho người dân. Theo thông tin từ Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Quế Phong, trong những ngày qua, 38 điểm đã bị ảnh hưởng và có nguy cơ sạt lở. Ngành chức năng đã gấp rút đặt biển cảnh báo để người dân có thể chủ động ứng phó. Tình hình hiện tại trở thành một cuộc chiến sinh tồn khi những cơn mưa vẫn tiếp tục rơi, mang theo nỗi lo lắng về những điều chưa biết đang chực chờ phía trước. Bắc Bộ và Thanh Hóa đối đầu với thời tiết khắc nghiệt. Sáng sớm ngày 23 tháng 9, bầu không khí tại Bắc Bộ và Thanh Hóa như bừng tỉnh sau cơn mưa nhẹ. Nhưng sự yên bình chỉ là tạm thời, cơn không khí lạnh từ phía Bắc tiếp tục tràn về, gây ảnh hưởng sâu rộng đến Đông Bắc Bộ và nhiều nơi ở Tây Bắc Bộ cùng Bắc Trung Bộ. Tại Hà Nội, mưa bất chợt đổ xuống làm ướt át những con phố và mang theo làn gió se lạnh. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo rằng không khí lạnh sẽ còn mạnh mẽ hơn trong hôm nay, với gió Đông Bắc hoạt động cấp 2, cấp 3 trên đất liền, trong khi vùng ven biển có thể lên tới cấp 4. Bắc Bộ và Thanh Hóa hôm nay trải nghiệm thời tiết dễ chịu, nhưng vùng núi lại có nơi lạnh dưới 19 độ C khiến người dân phải khoác thêm áo ấm. Tại Hà Nội, nhiệt độ dao động từ 21 đến 23 độ C, nhưng không thể lường trước được những cơn giông bão đang âm thầm chuẩn bị bùng phát. Ở vịnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc trở nên dữ dội, mạnh tới cấp 6, có lúc lên đến cấp 7, với sóng biển nâng cao từ 2 đến 3,5 mét. Dự báo cho Thanh Hóa và Nghệ An cho thấy, mưa vừa mưa to sắp sửa đổ xuống có thể gây ra lượng mưa từ 40 đến 80mm, với những khu vực cục bộ còn chịu đựng hơn 130mm. Từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế, mưa to kéo dài, với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 90mm, có nơi vượt ngưỡng 150mm. Đi kèm với những cơn mưa là khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, tạo nên những cảnh báo khẩn cấp cho người dân. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các vùng trũng, lũ quét trên những con suối nhỏ và thậm chí sạt lở trên các sườn dốc, gió mạnh và sóng lớn cũng đe dọa an toàn của tàu thuyền và các hoạt động trên biển, khiến cho không khí trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Mọi người phải nhanh chóng chuẩn bị đối mặt với thiên nhiên trong trạng thái sẵn sàng. Cuộc chiến với thời tiết khắc nghiệt đang ở phía trước và chỉ còn có những người chủ động mới có thể vượt qua được những thử thách này. Giải hội tụ nhiệt đới nối vùng áp thấp gây thời tiết nguy hiểm trên Biển Đông. Ngày 22 tháng 9, thời tiết biển khu vực Bắc và Trung Biển Đông cùng các vùng ven bờ từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan đang chịu ảnh hưởng mạnh từ giải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp. Giải hội tụ nhiệt đới này có trục ở khoảng 17 đến 20 độ vĩ Bắc, nối với một vùng áp thấp có vị trí tại 18,5 đến 19,5 độ vĩ Bắc và 110,5 đến 111,5 độ kinh Đông. Theo các báo cáo, khu vực Huyền Trân đã ghi nhận gió giật cấp 8, trong khi tại Phú Quý, gió mạnh đạt cấp 7 đến 8. Mưa rào và dông mạnh đã xảy ra ở nhiều vùng biển, bao gồm khu vực quần đảo Hoàng Sa. Dự báo cho thấy, vùng Vịnh Bắc Bộ trong ngày và đêm ngày 22 tháng 9 sẽ có gió mạnh từ cấp 6, đôi khi lên tới cấp 7, giật cấp 8, khiến biển động mạnh với sóng cao từ 2 đến 3 mét. Tại vùng biển phía Bắc Biển Đông, gió có thể đạt cấp 5, 6, giật cấp 7, với sóng cao tương tự.
khu vực từ Bình Định đến Bình Thuận và phía nam khu vực Bắc Biển Đông cũng như khu vực giữa Biển Đông sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng của gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, 8, khiến biển động với sóng cao từ 2 đến 4 mét. Ngoài ra, mưa dông kèm theo lốc xoáy và gió giật mạnh từ cấp 7, 8 có khả năng xảy ra ở các khu vực từ Vịnh Bắc Bộ đến vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Vịnh Thái Lan và quần đảo Hoàng Sa. Các cơ quan chức năng cảnh báo tất cả tàu thuyền hoạt động trong những khu vực này đối mặt nguy cơ cao, chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Việc theo dõi tình hình thời tiết và tránh xa những khu vực có dông và gió lớn là cần thiết để đảm bảo an toàn. Không khí lạnh tràn về, miền Bắc mưa tầm tã không ngớt. Theo dõi thông qua hệ thống radar thời tiết sáng ngày 22 tháng 9 cho thấy có một khối lượng mây ẩm rất lớn đang di chuyển từ Vịnh Bắc Bộ vào đất liền miền Bắc. Trong khi đó, cả đêm ngày 21 tháng 9, Hà Nội và hàng loạt nơi có mưa tầm tã. Từ chiều ngày 21 tháng 9 đến sáng ngày 22 tháng 9, miền Bắc đã có một đợt mưa tầm tã kéo dài. Nhiều nơi mưa to khiến người dân lo lắng tình trạng ngập úng có thể quay lại. Mưa bắt đầu từ khoảng 13 giờ ngày 21 tháng 9 và đến đêm và đã nhanh chóng lan rộng ra nhiều địa phương, từ miền núi xuống đồng bằng như Lạng Sơn, Cao Bằng, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nội, Yên Bái, Vĩnh Phúc, Hà Nam, Ninh Bình. Đặc biệt, nhiều nơi đã ghi nhận mưa tầm tã suốt đêm 21 tháng 9 đến sáng ngày 22 tháng 9 vẫn chưa có dấu hiệu ngớt, bao gồm cả những nơi vừa xảy ra trận lụt lớn như Yên Bái, Thái Nguyên, Bắc Giang, Tuyên Quang. Theo thông tin từ người dân, tỉnh Vĩnh Phúc đã có mưa liên tục từ tối ngày 21 tháng 9. Thành phố Hải Phòng, mưa to suốt đêm. Các tỉnh Ninh Bình và Thái Bình cũng mưa không ngớt. Tại Hà Nội, mưa trên diện rộng ở những nơi còn đang ngập nặng ven sông như tại các huyện Quốc Oai, Hoài Đức, Chương Mỹ, Mỹ Đức. Ở nội thành, người dân lo lắng mưa lớn khiến việc đi lại trở nên khó khăn, đặc biệt trong ngày cuối tuần. Một vấn đề đáng lo ngại là mực nước trên một số sông ở Hà Nội có dấu hiệu lên trở lại, nhất là sông Tích và sông Bùi do mưa to ở khu vực Thượng Nguồn, khu vực Ba Vì ở Hà Nội và tỉnh Hòa Bình, dự báo kéo dài đến ngày 23 tháng 9. Bắc Bộ và Trung Bộ đối mặt mưa lớn, nguy cơ ngập úng và sạt lở. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiều khu vực tại Bắc Bộ và Trung Bộ đang hứng chịu mưa lớn với cảnh báo nguy cơ ngập úng và sạt lở đất. Cụ thể, trong ngày và đêm ngày 22 tháng 9, các tỉnh thuộc khu vực Trung Du, Đồng bằng Bắc Bộ và Hòa Bình sẽ có mưa vừa đến mưa to, thậm chí cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến trong khoảng 30-60mm, riêng một số khu vực có thể vượt 100mm. Từ ngày 23 tháng 9, mưa lớn tại Bắc Bộ dự báo sẽ giảm dần. Ở khu vực Bắc Trung Bộ, từ ngày 22 đến đêm 23 tháng 9 cũng sẽ có mưa vừa đến mưa to, một số nơi mưa rất to với lượng mưa từ 60-120mm và cục bộ có nơi mưa vượt 200mm. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế cũng không ngoại lệ khi mưa lớn kéo dài từ đêm ngày 22 tháng 9 đến đêm ngày 23 tháng 9 với lượng mưa dao động từ 20-60mm, cục bộ có nơi trên 120mm. Ngoài ra, các khu vực khác ở Bắc Bộ trong ngày 22 tháng 9 có mưa rào và dông rải rác, một số nơi có thể mưa to đến hơn 50mm. Trung và Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ cũng được dự báo sẽ có mưa rào và dông mạnh, lượng mưa tập trung vào chiều và đêm, có thể lên tới 80mm ở một số nơi. Mưa lớn cùng với dông lốc và sét làm tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên các khu vực sườn dốc. Các vùng trũng thấp cũng đứng trước nguy cơ ngập úng, ảnh hưởng đến đời sống người dân. Tuy nhiên, dự kiến từ ngày 24 tháng 9, mưa lớn sẽ giảm dần ở các tỉnh Trung Bộ, giúp giảm thiểu phần nào các rủi ro. Các cơ quan chức năng cảnh báo người dân nên chuẩn bị đối phó với các tình huống thiên tai và đảm bảo an toàn trong các khu vực dễ xảy ra ngập úng và sạt lở. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trân rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại.